Xin chào chú ạ. Ok, chào con. Rồi ra đi. Hôm nay con muốn nghe một câu chuyện. Ok. Câu chuyện này có tên là Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng. Chú đọc với chú. Ok luôn. Đầu thế kỷ 1, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định, nổi tiếng tham lam tàn bạo. Bấy giờ ở huyện Mê Linh, vùng đất nay thuộc thành phố Hà Nội, có hai chị em là Trưng Chắc và Trưng Nhị, sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan. Hai chị em sớm có làm công thù quân xâm lược. Trưng Chắc cùng chồng là Thi Sách liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị cùng nổi dậy. Chỉ lúc đó Thi Sách bị Tô Định bắt và giết hại. Hai bà Trưng càng quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà. Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát, Hóc Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Rồi từ Cổ Loa tấn công Lưu Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, trung tâm của chính quyền đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải vũ khí la chạy thoát thân. Tô Định sợ hãi đã cắt tóc cạo râu, mặc giả thường dân lẫn vào đám tàn quân trốn về Trung Quốc. Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Sau hơn hai thế kỷ bị phong kiến nước ngoài đô hộ, từ năm 179 trước công nguyên đến năm 40, lần đầu tiên nhân dân ta đã giành và giữ được độc lập trong hơn 3 năm. Thế là hết rồi con. Ô hay quá chú ơi. Mọi người ơi, hãy bấm like và đăng ký kênh để mở khóa tập tiếp theo nhé. Và tạm video này xin được kết thúc. Tạm biệt mọi người.